giúp cựu bí thư mua đất giá rẻ, giám đốc văn phòng quản lý đất bị bắt. Ông Lê Hoài Linh, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Bến Cát, được cho là đã giúp sức cho cựu bí thư thị xã Bến Cát mua đất giá bèo. Bắt giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Bến Cát. Ngày 12 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành bắt giam ông Lê Hoài Linh, 37 tuổi, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Bến Cát, ngay tại trụ sở phòng tài nguyên và môi trường thị xã Bến Cát, Bình Dương. Cơ quan điều tra cũng đồng thời thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc của Linh và khám xét văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát. Theo thông tin ban đầu, ông Linh bị bắt do liên quan đến vụ án. Cựu bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh, 51 tuổi, đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó. Ông Linh được cho là đã giúp sức cho ông Khanh mua hơn 20 hectare đất và tài sản trên đất của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gỗ An Tây, thị xã Bến Cát, với giá rất rẻ. 4 học sinh thương vong vì đứt dây điện trước cổng trường. Cơn mưa đầu giờ chiều nay, ngày 13 tháng 10, đã gây ra sự cố làm đứt đường dây điện trung thế, đi ngang trước cổng trường, đúng vào lúc học sinh tan trường. Hai nạn thương tâm đã xảy ra, hai học sinh bị điện giật chết tại chỗ, hai học sinh khác bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chuyện xảy ra ở tỉnh Long An. Giám đốc Sở Công Thương Long An, ông Lê Minh Đức, xác nhận, vào lúc hơn 15 giờ, ngày 13 tháng 10, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Trước cổng trường trung học cơ sở An Lục Long, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Theo đó, đường dây điện trung thế đi ngang trước cổng trường đã bị sự cố, dây điện rơi xuống đất, đúng vào lúc học sinh tan trường. Theo nguồn tin riêng của phóng viên, có hai học sinh đã bị điện giật, chết tại chỗ, hai học sinh khác bị điện giật, gây chấn thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, huyện Châu Thành, sau đó chuyển đi Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Long An. Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi xảy ra tai nạn, tại địa bàn xã An Lục Long, có cơn mưa lớn. Sau khi cơn mưa dứt, học sinh mới rời khỏi trường về nhà. Và đã xảy ra tai nạn thương tâm. Các cơ quan chức năng, huyện Châu Thành, đã kịp thời có mặt để xử lý vụ tai nạn. Cựu ca sĩ Châu Việt Cường bị trả hồ sơ điều tra bổ sung về tội giết người, luật sư nói gì? Liên quan đến vụ ca sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy rồi nhét tỏi đầy miệng một cô gái dẫn đến nạn nhân tử vong, chiều ngày 12 tháng 10, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Việt Cường, tức ca sĩ Châu Việt Cường, về tội vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và Phạm Đức Thế về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ba Đình đã trả lại hồ sơ vì cho rằng hành vi của Châu Việt Cường có dấu hiệu của tội giết người. Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý xung quanh vụ án này, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, luật sư Tô Thế Lừng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, việc chuyển đổi tội danh của bị can Châu Việt Cường từ vô ý làm chết người sang tội giết người là không phù hợp, bởi vì trong ý thức động cơ của Châu Việt Cường không phải muốn tước đoạt đi mạng sống của nạn nhân. Luật sư Lừng cho biết thêm, với tội danh vô ý làm chết người, nếu vi phạm tài khoản 1 thì mức hình phạt tối đa là 5 năm tù, nếu vi phạm tài khoản 2 thì mức phạt cao nhất là 10 năm tù. Còn nếu giả sử bị can Châu Việt Cường bị chuyển đổi tội danh từ vô ý làm chết người sang tội giết người thì phải đối diện mức hình phạt từ 7 năm tù đến mức cao nhất là tử hình. Vì luật sư nhìn nhận, trường hợp của Châu Việt Cường là hành vi vi phạm pháp luật kép, nghĩa là Châu Việt Cường sử dụng ma túy rồi từ việc sử dụng ma túy gây ảo giác, ngay sau đó dẫn đến hành vi làm chết người. Ở đây, hành vi sử dụng ma túy dẫn đến hành vi làm chết người chính là tình tiết tăng nặng của tội vô ý làm chết người. Hành vi cố tình tự đưa vào cơ thể chất ma túy, đây là hàng cấm. Trước khi sử dụng, buộc anh phải nhận thức được tác hại của nó như việc gây ảo giác. Vì vậy, đây trở thành tình tiết tăng nặng. Cũng đưa ra quan điểm về vụ án, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, lại cho rằng việc cơ quan điều tra khởi tố Châu Việt Cường về hành vi vô ý làm chết người trong vụ án này là chưa thỏa mãn Điều 13 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác,
thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, nếu truy tố Châu Việt Cường tội vô ý làm chết người là chưa thỏa đáng. Đối chiếu quy định này thì cơ quan điều tra phải trưng cầu giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của Châu Việt Cường nhằm đánh giá tính chất, mức độ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh nêu quan điểm, kể cả trong trường hợp mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi tự mình đưa vào cơ thể các chất kích thích mạnh, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả gây ra. Pháp luật buộc người nào cố tình đưa vào cơ thể mình các chất ma túy phải nhận thức được tác hại của nó, sử dụng ma túy dẫn tới ảo giác gây hậu quả nghiêm trọng, thì phải mặc định chịu trách nhiệm với lỗi cố ý. Lỗi vô ý trong trường hợp này là không thỏa mãn. Hiện nay, vụ án đang được Công an quận Ba Đình điều tra bổ sung. Rạng sáng ngày 5 tháng 3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang, tức Đoàn Quý Nguyên, quê ở Thừa Thiên Huế, rủ Trương Mỹ Hạnh, 20 tuổi, quê ở Chương Mỹ, Hà Nội, và một cô gái có tên Phương Anh, đến căn phòng Phạm Đức Thế đang ở để sử dụng ma túy tổng hợp. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác, nghĩ Hạnh bị ma nhập, nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng cô gái sinh năm 1998. Hành động của nam ca sĩ khiến nạn nhân tắc thở tử vong. Qua pháp y tử thi, cảnh sát thấy hơn 30 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp, khiến cô gái tử vong. Tại căn hộ tập thể, lực lượng khám nghiệm thu 2 gói bột màu trắng, 2 tờ tiền dính chất bột này, chai nhựa chứa dung dịch màu trắng đục và 2 đĩa thủy tinh. Bước đầu Cường khai, rạng sáng ngày 5 tháng 3 sau khi đi biểu diễn ở Hà Nam, anh ta đón Nam Khang đi ăn rồi đến căn hộ tập thể của Thế để sử dụng ma túy. Lúc 3 giờ 30, Phương Anh và Hạnh được gọi đến phòng để cùng sử dụng chất cấm. 7 giờ cùng ngày, họ tiếp tục sử dụng ma túy lần 3. Lúc này, Nam Khang đã đi Thái Bình biểu diễn. Trong quá trình sử dụng chất cấm, Cường nghĩ Hạnh bị ma nhập, đã lấy tỏi nhét vào miệng Hạnh, can ngăn không được. Thế và Phương Anh đã ra ngoài cửa. Sau đó, Cường cầm 2 điện thoại chạy xuống tầng 1 kêu gào, kể lại việc gây ra cái chết cho Hạnh. Sau khi xảy ra vụ việc, Cường nói với Phạm Đức Thế nhờ 2 thầy cúng đến làm lễ trừ tà. 10 giờ 45 ngày 5 tháng 3, 2 thầy cúng đến căn hộ trên thấy Cường có biểu hiện phê ma túy, còn Hạnh đã tử vong nên báo cảnh sát. Ngày 6 tháng 3, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Châu Việt Cường để điều tra về tội vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, còn Phạm Đức Thế bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Yêu cầu công an điều tra, vụ trẻ mầm non, ăn cơm gạo mốc. Ngày 11 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra, có hay không, việc trường mầm non thị xã này cho trẻ ăn cơm bằng gạo mốc. Trước đó, trên mạng xã hội, chia sẻ đoạn video, hình ảnh các phụ huynh bức xúc, kéo đến trường mầm non Phú Mỹ. Vào buổi trưa, sau khi chứng kiến, bữa ăn của học sinh, cơm có màu xanh giống bị mốc, cá sốt cà chua, nhưng chỉ có đầu cá. Canh cải thịt nhưng toàn thịt mỡ. Trước đó ngày 9 tháng 10, đoàn kiểm tra thị xã Phú Mỹ cũng đã phát hiện cơm một số lớp học. Tại trường mầm non Phú Mỹ, có hạt màu xanh, cá thì chỉ có đầu và khúc đuôi. Đoàn đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, đồng thời mời phòng y tế thị xã đến lấy mẫu cơm kiểm tra. Ngay sau khi vụ việc được đoàn kiểm tra phát hiện, ngày 10 tháng 10, các nhân viên cấp dưỡng của nhà trường đã xin nghỉ, không nấu cơm cho nhà trường nữa. Nên phòng giáo dục và đào tạo thị xã Phú Mỹ đã thông báo cho phụ huynh đến đưa trẻ về nhà. Một số giáo viên trong trường cũng cho rằng cơm bị mốc và thức ăn toàn đầu đuôi cá là sự thật. Việc gạo bị mốc cũng được giáo viên báo cho lãnh đạo nhà trường từ tuần trước, nhưng vẫn không thấy đổi gạo mới mà vẫn tiếp tục nấu cho trẻ ăn. Đại diện lãnh đạo trường mầm non Phú Mỹ cho biết có nhận được việc phản ánh gạo không trắng, nhưng do thứ bảy chủ nhật trường không làm việc nên không đổi gạo được. Trong khi đó, ngày thứ hai đầu tuần, đơn vị cung cấp gạo có việc bận, không thể qua đổi lại gạo. Trả lời thanh niên, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, cho biết đã yêu cầu cơ quan công an điều tra nguồn gốc gạo mà chủ cơ sở cung cấp cho nhà trường. Tôi cũng đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng tiến hành thanh tra toàn diện những nội dung mà phụ huynh, giáo viên nhà trường đã phản ánh. Nếu có cá nhân sai phạm, sẽ xử lý nghiêm, không để ảnh hưởng đến ngành giáo dục địa phương, ông Thắm khẳng định. Nếu thấy lốp xe ô tô của bạn có nhét chai nhựa, đừng chạm vào và hãy báo cảnh sát ngay.
nạn trộm logo, những đồ có giá trị trên xe. Và thậm chí là cướp xe, đang ngày một gia tăng, tại nhiều nơi trên thế giới. Không chỉ là dùng vũ lực để chấn lột. Nhiều kẻ gian hiện nay, còn tính toán từ trước, với đường đi nước bước cụ thể, tinh vi. Mới đây, cảnh sát tại Nam Phi và Mexico phải phát đi thông báo khẩn về chiêu trò tinh vi mới của nhiều kẻ cướp nhằm dàn dựng để cướp đổ giá trị và ô tô của người đi đường. Theo đó, chúng sẽ âm mưu xấu, lén nhét một chiếc chai nhựa vào khe giữa lốp xe với thân xe của bạn. Vì vị trí này khá khuất, nên đa số tài xế sẽ không nhìn thấy và bước lên xe. Sau đó, chúng chờ đợi chủ xe lên xe và nổ máy. Nếu đúng như dự tính, chủ xe sẽ nghe thấy âm thanh phát ra khi phần chai nhựa bị đè bẹp do tiếp xúc với thành bánh xe. Tiếp đến, chủ xe sẽ xuống xem xét nguyên nhân gây ra tiếng động. Lợi dụng thời cơ này, kẻ trộm sẽ lẻn lên xe để trộm đồ. Hoặc thậm chí là lái cả xe đi. Để cảnh tỉnh những người đi đường, một đoạn video mới đây đã dựng lại tình huống cướp xe. Theo đúng phương thức của bọn cướp, đoạn video này đã thu hút được 6 triệu lượt xem và vẫn đang trên đà tăng trưởng. Theo như lời khuyên của video này, tài xế cần luôn nâng cao cảnh giác bằng cách luôn kiểm tra xe ô tô thật kỹ trước khi lên xe và lái đi. Không cho kẻ xấu cơ hội ra tay. Nếu thấy có vật lạ gắn vào xe, hãy báo cảnh sát ngay lập tức hoặc nhờ sự trợ giúp của những người khác.